Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì trước mặt mình đây là một mẫu loa đến từ Agnos. Tên đầy đủ của nó là Agnos CS450. Đây là một mẫu loa có công suất là 150W và bên trong là hai cái củ bass 1,2 tấc và hai càng chép. Thì mẫu loa này bên mình đang bán với giá là 7.250.000. Nhưng video này mình sẽ không tập trung vào review mẫu loa mà mình sẽ nói về 3 điểm đặc biệt mà mình yêu thích trên cái mẫu loa này là gì. Thì cùng mình bắt đầu video này nhé. Điểm đầu tiên mình yêu thích trên cái chiếc loa CS450 này đó chính là cái chip âm thanh của nó. Thì chiếc loa của chúng ta sở hữu trong mình một cái chip âm thanh DSP đến từ Pháp. Thì chiếc âm thanh này của chúng ta rất là cao cấp luôn. Nó có thể là tinh chỉnh âm thanh ha. Thì khi mà mình vặn âm bass quá lớn thì chiếc loa của chúng ta nó sẽ tự động cân bằng lại và không làm cho cái củ bass của chúng ta bị bể, không có bị bể tiếng. Âm thanh mang lại lúc nào cũng là trọn vẹn và đầy đặn luôn. Thì mình sẽ thực hành luôn cho các bạn cùng nhìn thấy nhé. Đây, trên điện thoại của mình đã kết nối Bluetooth với chiếc loa rồi. Thì mình sẽ bật một bài nhạc lên nhé. Bây giờ bass của mình là ở 50%. Bây giờ là mình sẽ bật lên lại 100% luôn nhé, cho các bạn cùng cảm nhận. Như các bạn cũng đã thấy thì mình vừa mở âm bass của chiếc loa lên maximum luôn. Thì nó sẽ mang lại một cái âm thanh phải nói là trọn vẹn, không có bị bể tiếng ha. Đó, thì mình sẽ bước qua cái điểm thứ hai mình yêu thích trên cái mẫu loa này luôn. Điểm thứ hai mà mình cực kỳ ấn tượng trên cái mẫu loa Agnos CS40 này của chúng ta đó chính là nó có một cái tính năng rất là hay. Đó chính là Cloud Karaoke. Cloud nghĩa là đám mây, và mình có thể là hát hơn 40.000 bài hát ở trên cái chiếc loa này mà không cần internet. Mình chỉ cần là kết nối điện thoại Bluetooth với lại chiếc loa và tải những bài hát mà mình yêu thích về. Thì khi mà mình hát karaoke, mình sẽ không cần mạng internet và nó sẽ tự động là hiển thị trên cái điện thoại của mình dưới dạng là video karaoke luôn. Thì loa có cái kết nối Bluetooth cực kỳ là nhanh luôn, mang lại một cái trải nghiệm âm thanh rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà cài đặt cái ứng dụng này cũng như là bên trong nó có những gì nhé. Ok, thì mình đã chuẩn bị một cái chiếc điện thoại ở đây rồi. Mình đầu tiên sẽ là kết nối Bluetooth với chiếc loa. Đấy, đây là một chiếc loa có cái Bluetooth là 5.0, cho nên là kết nối của nó cực kỳ nhanh luôn. Đó, bạn sẽ thấy là nó hiển thị đây rồi. Mình bấm vào luôn. Beatbox là kết nối Bluetooth. Hãy mở ứng dụng Cloud Karaoke để hát karaoke. Đó, cực kỳ là nhanh luôn. Đó, và mình sẽ vào App Store để mà tải ứng dụng là Cloud Karaoke về. À, các bạn dùng hệ điều hành là Android thì mình sẽ vào CH Play nhé. Mình sẽ vào là Cloud Karaoke này, Cloud là đám mây này. Nó sẽ hiện luôn là Cloud Karaoke Sunka Media ở đây. Và mình sẽ tải cái ứng dụng này về. Và khi tải về rồi, và trong đây nó có rất là nhiều bài hát luôn. Các bạn có thể thấy là 39.892 bài hát. Đó, thì nó rất là nhiều bài luôn. Mình có thể là tha hồ chọn những bài mình yêu thích. Thì đây mình đã tải về 4 bài hát ở đây rồi. Thì mình sẽ bật luôn lên cho các bạn cùng nhìn thấy nè. Đó, cực kỳ là nhanh luôn. Rồi. Đó. Đó, trước ứng dụng này của chúng ta đang chạy dưới dạng là video karaoke. Đó, mình không cần mạng internet nhưng mà điện thoại của mình vẫn chạy ở dưới dạng video luôn. Đó, giống như là mình đang hát ở trong phòng karaoke vậy. Điểm thứ ba mà mình cực kỳ yêu thích trên cái mẫu loa này chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được rồi. Đó chính là cái micro đi kèm thanh loa. Thì chiếc loa của chúng ta, Agnos rất là ưu ái cho người dùng vì đã trang bị lên cái mẫu loa nhỏ gọn này một cái micro rất là chất lượng luôn. Khi mà mình hát cũng như là mình nói lên thì nó rất là tròn tiếng. Mình sẽ alo luôn cho các bạn cùng biết là âm thanh của chiếc micro này á. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alo. Đó,
Như các bạn cũng đã thấy thì micro của chúng ta mang lại một cái ba giải tầng rất là rõ rệt luôn, từ là âm trầm nè, âm trung cho đến là âm cao, nó cực kỳ là tròn tiếng luôn, mình rất là thích và nó bắt tiếng rất là tốt. Đây là micro UHF nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ test âm thanh luôn, hát karaoke trên cái chiếc loa này để mà cho các bạn cùng trải nghiệm cái khả năng hát karaoke của mẫu loa này nhé. Thì thường lắc lắc, còn đêm thì thường chưa trội. Vì những đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài, nhà thì vẫn ở yên đó để những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu mà ở nhà, biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá, nhiều khi kiệt sức chi vì gắn như mình không xấu xa. Đôi lúc tôi thấy đồng cảm với mấy an yên, bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mới an yên. Ngoài kia phức tạp như rỉ máu và dây bơ, về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Trong một đêm thao thức sau những đêm này, cùng dòng người trên phố mà sẽ mừng đào tìm về nơi ấm êm. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua vẫn đôi sao rời. Về quê nhà có cơn buồn nhiều chó nhiều gà, đám bạn nó còn khó chịu, nó thích gió chiều hơn gió điều hòa. Về ăn cơm mẹ nấu, về mặc áo mẹ may, về đưa ba ra chợ mua cây nào cây mây về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi cả đời như cái máy, về nhà thấy áp lực nhẹ như bốc thấu cái là bay. Ấm ấm hơn bếp lửa, còn buồn hơi đứa non, nhà thì vẫn ấm, mong chờ những đứa to. Dẫu cho mưa cho nắng, không bao giờ nề hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là con đường về nhà. Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, mông lung đi về nhà, chết vây đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, không có việc gì thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. Đường về nhà là vào tim ta, gió nắng mưa đằng xa, thân bạc vàng danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua vẫn đôi sao rời. Nhà vẫn luôn là nhà, nhà có thể lớn có thể nhỏ, nhà có thể không khen chê, cha đẹp mà cũng muốn con được sống đầy hoàng, lớn làm người mong một tương lai sáng lạng, cầm cuộc cả đời không bao giờ thêm than vãn. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, vừa rồi mình cũng đã đi qua ba điểm mà mình cực kỳ yêu thích trên cái mẫu loa Agnos CS450 này rồi. Thì nó không những trang bị trên mình một cái chip âm thanh DSP rất là chất lượng từ Pháp, mang lại cái âm thanh rất là hay luôn, và nó có một cái tính năng là hát karaoke cloud không cần là mạng internet, rất là tiện lợi trong cái quá trình hát karaoke, và cũng như là micro nó hát karaoke rất là hay luôn. Thì các bạn thấy thế nào, chiếc loa này đối với mình nó là một cái đối thủ rất là đáng gờm trong cái tầm giá là 7 triệu đồng. Thì chiếc loa có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn, thích hợp cho mình trong cái quá trình mà vận chuyển đi lại, cũng như là đi du lịch nè, đi qua nhà bạn hát karaoke này. Thì chiếc loa này của chúng ta rất là đáng để mà sở hữu. Các bạn cảm nhận như thế nào về chiếc loa Agnos CS450 này thì vui lòng là để lại một bình luận ở phía dưới video nhé. Chi tiết về chiếc loa thì mình cũng đã là đính kèm ở phía dưới video rồi, các bạn có thể là click vào đường liên kết đó để mà tham khảo thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Linh Kiện Store. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.